Hình như là lấy video ra. Cũng ngon đấy, phết em nhỉ. Đấy thì cái đấy lưu được bảo rồi. Vẫn lãng mạn. Cái nhót. Cái nhót kìa. Cái nhót, không phải cái nhót tao đâu. Dạ anh chị. Lãng mạn, lãng mạn. Úi giời, úi giời, úi. Tay trong tay. Kiểu này về là vợ anh Tuấn là... Ok, anh đổi theo em đi kia. Em lại đang hái thì cho anh ăn đi kia. Chồng nhìn em cũng hết ý hơn bà tí rồi. Đấy, để ướt hết tưỡng người, đấy. Trời. Thì còn lại một mình anh bơ vơ. Em đâu rồi, em đâu rồi. Hai người đâu chứ em? Anh đang quay nữa. Sếp, sếp vào đi.